Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 5 ngày 4 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn tránh xui xẻo cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 4 tháng 4 năm 2024, tức ngày 26 tháng 2 âm lịch ngày Mậu Tuất, trực, nguy, xấu mọi việc, tuổi xung ngày, canh thìn, bính thìn, tuổi hợp trong ngày, ngày Tuất, lục hợp Mão, tam hợp Dần và ngọ thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng Đông Nam, hướng Bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi đón lộc về trong ngày thứ 5 này sẽ là tuổi Mão, tuổi Ngọ và tuổi Thân. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 4 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, chính tài giúp sức nên tuổi Tý kiếm được một khoản kha khá. Số tiền bạn kiếm được trong thời gian này đều là mồ hôi công sức của bạn đã rất cố gắng. Vì thế, khi có tiền trong tay, đừng vội mua sắm hay tiêu xài hoang phí. Nếu sức khỏe có những dấu hiệu nhỏ nào đó không ổn thì bạn nên đi kiểm tra sớm. Vì nếu có bệnh thì được điều trị sớm sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra, cũng nên quan tâm hơn tới chế độ ăn uống đa dạng để bổ sung dưỡng chất đầy đủ cho cơ thể mình. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới mối quan hệ của bạn trong lúc này, dường như có sự xa cách lạnh lùng vì mỗi người một mục tiêu khác nhau. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, bạn quá xem trọng điều gì thì bạn cũng sẽ nhọc lòng với nó mà thôi. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, một khi giao nhiệm vụ cho ai, bạn hãy thể hiện sự tin tưởng của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, tránh việc nói xấu người khác sau lưng vì người chịu rắc rối là bạn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, đừng quá tiêu cực khi thấy ai đó không đáp ứng nhu cầu của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, có những thay đổi tích cực trong tư duy của bản thân thời gian này. Con số may mắn 7, 1, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, hồng, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Hợi. Tử vi tuổi Sửu, hôm nay hình hại đặc quyền nhắc nhở tuổi Sửu nhớ rằng đừng dùng quyền ưu tiên của bạn để làm những việc không tốt cho người khác. Bạn hãy thử nghĩ mình trong tình huống tương tự sẽ khó chịu như thế nào để tránh làm những việc gây rắc rối cho họ. Người tuổi Sửu hãy bình tĩnh khi kiếp tài ngáng đường bạn. Càng nóng giận thì càng bất lợi cho bạn lúc này. Đừng tranh giành hơn thua, quan trọng là mỗi người dùng những gì mình biết và cuộc sống ở mức độ nào mà thôi. Sức khỏe của bạn có vẻ không được tốt, một phần là lý do thời tiết, do đó bạn nên lựa chọn trang phục cẩn thận trước khi ra đường. Nhớ dùng kính và khẩu trang, áo chống nắng để hạn chế khói bụi tiếp xúc vào cơ thể. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, đừng quá hơn thua vì việc đó chỉ khiến cuộc sống của bạn mệt mỏi. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, có thể bạn đã vô tình tiết lộ một số điều không nên nói. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, đừng để bệnh thành tích định hướng sai cuộc đời của bạn nữa. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, tránh việc áp đặt quá vào con cái của bạn, kẻo chúng giống bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, cảm thấy vui vì sự tiến bộ của những người xung quanh mình. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, đen, quý nhân phù trợ Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, Dần Ngọ Tuất tam hợp khá vượng vận đào hoa trong tháng này. Bạn được bạn bè và người thân giới thiệu cho đối tượng lý tưởng. Hãy thử làm quen xem sao, biết đâu bạn sẽ nhận ra đối phương có tâm hồn đồng điệu với mình. Người tuổi Dần bị ảnh hưởng của thiên quan nên tâm lý không được ổn định, thậm chí bạn dễ bị người khác xúi giục để bạn làm chuyện không hay. Tốt hơn hết, bạn chớ để ai ra quyết định hộ, chuyện của mình chỉ mình biết là đủ. Mộc thổ xung khắc, dự báo có những tác nhân không tốt ảnh hưởng tới tình hình tài chính của bạn. Lời khuyên là bạn nên thận trọng, tránh mang theo quá nhiều tiền mặt bên người. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, cuộc sống ngày càng có nhiều chướng ngại nếu bạn cứ mãi bi quan. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, tránh xen vào việc của người khác quá sâu khiến họ cảm thấy khó chịu. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, bạn luôn có cách để sắp xếp cuộc sống của mình sao cho khôn ngoan và khoa học hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, sự thành thật của bạn được đánh giá cao trong các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chỉ nên ăn một lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều. Con số may mắn
4, 5, giờ tốt, 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, đen, tím, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Mão, nhờ có lục hợp tương trợ cho tuổi Mão nên các cơ hội xã hội và sự nghiệp sẽ nảy sinh một cách đáng ngạc nhiên, góp phần tạo nên một giai đoạn phát triển thịnh vượng trong công việc. Người tuổi Mão được chính quan nâng đỡ nên mọi việc hôm nay trở nên hanh thông, thuận lợi hơn cả dự kiến. Bạn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, thu hút những cơ hội mới và nó sẽ chuyển thành những thành tựu cả trong tình yêu và sự nghiệp. Nhìn chung, khi bạn giữ được thái độ tốt về mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình, thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Lúc đó tâm trạng bạn tốt thì sức khỏe cũng nhanh chóng được cải thiện. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, xây dựng được mối quan hệ tốt với đối tác sẽ giúp bạn đạt được thành quả tốt hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nên làm việc với tinh thần tự nguyện. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng tự mình vùng vẫy khi gặp phải khó khăn hay bế tắc. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy xây dựng kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, có lý tưởng của mình. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tình cảm rối ren khiến tinh thần của bạn khá sa sút, hậm hực. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường tím, trắng, quý nhân phù trợ Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, ảnh hưởng của tương xung cho thấy con giáp tuổi Thìn dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp hoặc cấp trên khiến bạn phiền lòng. Tuy nhiên, nếu bạn biết hạ bớt cái tôi của mình thì cơn giận sẽ qua nhanh và mọi thứ có thể quay về với guồng công việc cũ. Những khó khăn ập đến theo cách không ngờ khiến tuổi Thìn có chút bi quan, tuy nhiên đừng lo lắng vì bạn luôn có cách để tháo gỡ chúng. Thử thách một chút là để bạn cần đánh giá lại, đừng lao đầu và làm mọi thứ một cách mù quáng. May mắn là bên cạnh luôn có những người thân yêu hỗ trợ và kiên nhẫn với bạn. Dù thế nào trong giai đoạn không được tốt thì bạn vẫn có chút tĩnh lặng, kiểm soát lại cảm xúc để có những nhận định sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, hơn ai hết, bạn cần làm rõ kế hoạch nghề nghiệp của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, xác suất thành công không cao, bạn nên thận trọng với kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, hãy thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác bạn nhé. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cảm thấy thách thức khi đối mặt với quan niệm trái lập với mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho mọi người trong nhà. Con số may mắn 7, 2, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường đỏ, đen, quý nhân phù trợ Tí, Dần, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thiên ấn hối thúc tuổi Tỵ cập nhật thêm những kiến thức mới vì chúng tạo ra cho bạn điều kiện cực kỳ tốt để phát triển sự nghiệp về lâu về dài. Càng tìm hiểu về những kiến thức bạn quan tâm, bạn sẽ thấy thế giới mở ra mênh mông trước mắt mình. Không những thế, những mối quan hệ của bạn lúc này cũng rất tốt đẹp. Mọi người vui vẻ hỗ trợ khi bạn yêu cầu và nói những lời động viên khi bạn theo đuổi mục tiêu của mình. Ngũ hành tương sinh cho thấy đây là thời điểm tốt cho việc đầu tư và quản lý tài chính. Bạn có thể nhận được một số lời khuyên hoặc cơ hội đầu tư thuận lợi và cân nhắc đầu tư một số tiền. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, vượt qua thử thách, bạn sẽ có được thành công. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, bạn hoàn toàn có thể tự kiến tạo cuộc sống của mình trong tương lai. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, kiên trì là một đức tính tốt mà bạn nên phát huy ở bất cứ đâu. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, đừng buồn khi mọi người thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nên giữ thái độ tích cực trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường vàng, hồng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, hôm nay tam hợp xuất hiện cho thấy con giáp tuổi Ngọ độc thân lạc quan, vui vẻ, cũng sẽ thu hút được người khác và có thể bắt đầu một hành trình quan hệ tốt đẹp. Các cặp đôi vì biết nhún nhường một chút nên tình cảm cũng êm ấm hơn. Nhờ có chính ấn nâng đỡ nên tuổi Ngọ cũng sẽ tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình trong công việc trong tháng này và khiến mọi người phải nhìn nhận bằng con mắt khác xưa. Để cải thiện sức khỏe, bản mệnh nhớ duy trì lịch sinh hoạt đều đặn và thói quen ăn uống nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể. Khi gặp căng thẳng, bạn cần học cách giải phóng nó càng sớm càng tốt. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, đừng quên cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, bạn cần học cách đồng hành bởi có những thứ không thể tự giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Ngọ,
Hỏa, hãy sẵn sàng mở lòng vì những điều tốt đẹp xung quanh mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, cảm giác tốt đẹp mà người ấy mang lại cho bạn khiến bạn hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, chỉ nên thực hiện những thay đổi nho nhỏ để từ từ quan sát. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 19 giờ đến 12 giờ, màu sắc cát tường đỏ, trắng, quý nhân phù trợ Dần, Tị, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, Mùi Tuất tương phá, khuyên tuổi Mùi tránh tham vọng hay thậm chí là quá tham lam trong ngày này, nếu không thứ bạn nhận về chỉ là số 0 hoặc thậm chí là âm. Thời gian này chỉ nên xem xét và đánh giá mọi thứ một cách tích cực và thận trọng. Bạn có thể phải đối mặt với những thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, bạn nên giữ tâm thế là hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau, giao tiếp và kiên nhẫn sẽ giúp bạn giải quyết tốt hơn các vấn đề hiện tại, đồng thời giúp mối quan hệ của bạn hài hòa và ổn định hơn. Những thay đổi đột ngột sẽ khiến tuổi Mùi trở tay không kịp với sự tác động của kiết tài. Lúc này bạn phải tự mình xử lý vì không phải ai cũng có thể giúp bạn vì họ cũng đang có những vấn đề riêng của mình. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, bạn cần học cách chia sẻ và kết nối với những người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, làm gì cũng thận trọng cho dù bạn rất xuất sắc đi chăng nữa. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, đừng ngại dành những lời khen ngợi cho những người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, không phải nỗ lực nào cũng được công nhận. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, có được niềm vui với những tin tức liên quan tới người thân trong gia đình. Con số may mắn 0, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, xanh lá, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân, những mối quan hệ xung quanh con giáp tuổi Thân có những thay đổi tích cực hơn nhờ tam hội. Ngoài ra bạn còn hợp tác tốt với mọi người xung quanh và nhanh chóng hiểu được ý của lãnh đạo nên được họ đánh giá cao. Cuộc sống của tuổi Thân hôm nay dễ dàng, an lành hơn với sự giúp sức của thực thần. Mọi thứ trong cuộc sống diễn ra êm đềm hơn khi bạn biết hạ cái tôi, chọn sự hài hòa thay vì tranh đấu. Kim Thổ tương sinh là báo hiệu tốt liên quan tới tài chính của bản mệnh lúc này. Nhiều người tuổi này có cơ hội tăng thu nhập hoặc cải thiện tình hình tài chính, chẳng hạn như công việc phụ, công việc bán thời gian, đầu tư hoặc quản lý tài chính. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, hãy xem nơi đâu đáng đầu tư, nơi nào không đáng đầu tư vào. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, bạn dễ chịu ảnh hưởng bởi những nhận xét tiêu cực nhắm vào mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, vội vàng chỉ khiến bạn đi lệch hướng mà thôi. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nên kiên nhẫn tiết kiệm từng khoản tiền nhỏ mỗi ngày. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, luôn cho mình một thú vui nho nhỏ làm động lực sáng tạo. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tị, Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, người tuổi Dậu khá vất vả trong ngày tương hại vì có những việc bạn tưởng là xong, đã hoàn thiện rồi nhưng cuối cùng lại xảy ra sự cố nào đó khiến bạn phải chỉnh sửa hoặc thậm chí là làm lại, chính điều này gây ra một chút nản lòng cho bạn. Những khó khăn hiện tại là do chính bạn gây ra và đừng đổ cho số phận để trốn tránh nhé con giáp tuổi Dậu. Nhất là khi thương quan đang chỉ ra điểm yếu thì bạn cần lắng nghe và sửa sai. Để cải thiện tình hình sức khỏe, bạn hãy giảm bớt áp lực công việc, đồng thời tham gia vào một số môn thể thao thích hợp cũng có thể giúp bạn thư giãn, giảm bớt căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, thận trọng hơn khi quyết định của bạn ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, cảm thấy bình yên hơn với cuộc sống hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, đừng tỏ ra mình là nạn nhân, điều đó khiến tình huống đi quá xa. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, hãy duy trì tốc độ hiện tại và kiên trì nhé. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, may mắn khi nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, xanh lá, quý nhân phù trợ Thìn, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tuất, Tỷ Kiên khiến tuổi Tuất có xu hướng ích kỷ, nhỏ nhen hơn và điều này tạo thêm những bất lợi nhất định. Chỉ khi bạn tự mình cởi trói những tâm trạng tiêu cực trong lòng thì mới mong có được cuộc sống an vui giữa đời thường. Luôn có những chuyện bất như ý trong cuộc sống xảy đến với mỗi chúng ta, quan trọng là cách chúng ta đối diện với nó như thế nào mà thôi. Nếu bạn luôn giữ được tâm thế lạc quan thì không có gì là trở ngại cho bạn được cả. Sức khỏe của bạn đang có chuyển biến không được tốt, có thể bản mệnh đang quá lơ là với việc chăm sóc bản thân. Bạn thường xuyên hướng mối quan tâm của mình ra ngoài, nên cơ thể đang báo hiệu có những điều không ổn đang diễn ra. Tử vi tuổi Giáp Tuất,
Hỏa, các cặp đôi vẫn giận hờn, hiểu lầm mà không chịu thẳng thắn trò chuyện. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, hãy theo phương châm chậm mà chắc, nó sẽ giúp bạn sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, ám ảnh về những rắc rối tình cảm cũ khiến bạn khó khăn khi bước tiếp. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, hãy giữ thái độ tích cực, lắng nghe trong các cuộc trò chuyện. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, hãy tự thưởng cho mình món quà bạn thích bao lâu nay. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, nâu, trắng, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Dậu. Tử vi tuổi Hợi, thiên tài nâng đỡ sự nghiệp nên tuổi Hợi có thể có thêm một số cơ hội thu nhập. Điều này có thể thông qua các dự án bổ sung tại nơi làm việc hoặc làm thêm giờ. Những nỗ lực của bạn sẽ được ghi nhận và bạn có thể nhận được một số phần thưởng dưới dạng tiền thưởng hoặc hoa hồng. Điều này khiến bạn cảm thấy những mệt mỏi, vất vả trước đây đã tan biến, lại có thêm động lực để bước tiếp. Ngũ hành xung khắc, dự báo một số rắc rối về chuyện tình cảm mà bản mệnh có thể phải đối mặt trong hôm nay, khiến bạn phải khổ tâm quá nhiều. Tình huống tiến thoái lưỡng nan khiến bạn khó khăn trong việc đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, đừng để những hận thù che mờ lý trí. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, cẩn thận với những lời khen ngợi thiếu trung thực của người khác lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, che chở cho những kẻ yếu đuối là việc bạn nên làm nhất lúc này. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, một số mong muốn của bạn cuối cùng đã trở thành hiện thực. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, tránh sự cạnh tranh không cần thiết khiến bạn luôn căng thẳng. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Tý, Mão, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 4 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Mão, Ngọ, con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Sửu, Thìn. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!